Rồi ta xin chào tất cả các bạn. Hôm nay thì tiếp tục trong video mới thì mình sẽ làm một video về Siren S. Thì đây chính là một cái trò chơi game nói về cái quái vật đầu lúa. Bây giờ mình sẽ ấn vào play. Hôm trước thì mình có chơi ở chế độ ARC, tức là nó chỉ có một con. Còn bây giờ mình sẽ chơi chế độ Medium. Hôm sau mình chơi ở chế độ Head các bạn nhé. Không biết Medium hôm nay nó ra bao nhiêu con. Có một cách chơi rất là đơn giản để các bạn có thể thắng được quả thật. Rồi, các bạn đừng muốn chạy thì chúng ta sẽ đứng ở ngay gốc cây này. Đấy thì quái vật đến thì chúng ta bắn thôi. Các bạn đừng chạy lung tung mà gặp nó là sẽ chết. Thank you.
carbon này của chúng ta, đó là gas xích của nó. Thank you.
Thank you.